chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Quốc hội thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó cho phép thành phố thí điểm thành lập khu thương mại tự do. Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh của cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Kỳ thi năm nay là kỳ thi cuối cùng với 6 môn theo chương trình phổ thông cũ. Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm. Trong cuộc chiến không khoan nhượng, sự phối hợp của các lực lượng chuyên trách đã góp phần bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên biên giới. Sau đây là những nội dung chi tiết thưa quý vị. Sáng nay Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về dự thảo luật phòng không nhân dân. Đồng bào và cử tri cả nước cho rằng dự thảo luật đã bám sát chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh của luật và giải thích rõ hơn trọng lượng tàu bay bao nhiêu thì được gọi là tàu bay siêu nhẹ. Để phạm vi điều chỉnh có tính chất khái quát cao nên chỉnh sửa lại như sau. Luật này quy định về xây dựng, huy động lực lượng, hoạt động phòng không nhân dân, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và đảm bảo an toàn phòng không, nguồn lực, chế độ, chính sách, trang bị và quản lý nhà nước về phòng không nhân dân. Tại khoản 7, giải thích về tàu bay siêu nhẹ đề nghị làm rõ hơn về tiêu chí cho tàu bay siêu nhẹ hay trọng lượng tàu bay siêu nhẹ là bao nhiêu thì được gọi là siêu nhẹ. Về thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm kinh doanh tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, một số đại biểu đề nghị bổ sung Bộ Công an vào để tương thích với thẩm quyền được quy định của luật. Đồng thời, bổ sung định nghĩa về phòng không nhân dân, nội dung về quản lý, bảo vệ, sử dụng, khai thác khoảng không tầm thấp dưới 5.000 mét. Tôi đề nghị xem xét bổ sung trong định nghĩa về phòng không nhân dân, nội dung về quản lý, bảo vệ, sử dụng, khai thác khoảng không tầm thấp dưới 5.000 mét nhằm bao quát đầy đủ toàn diện nội hàm của phòng không nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, đó là vừa đảm bảo quốc phòng an ninh, vừa tạo điều kiện tổ chức tốt công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn phòng không. Quy định như vậy cũng sẽ góp phần phân định rõ các nhóm đối tượng của phòng không nhân dân thuộc diện phòng ngừa, đấu tranh, chế áp, thậm chí là bắn hạ nếu đe dọa đến quốc phòng an ninh của đất nước. Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Với việc thông qua hai luật này, Quốc hội đã không đồng ý bổ sung quy định thu phí giao thông nội đô với ô tô cá nhân, quyết định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, đồng thời bổ sung quy định xe ô tô đưa đón trẻ em, học sinh phải có thiết bị chống bỏ quên. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận về việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công. Tiếp tục kỳ họp thứ 7, chiều qua 26 tháng 6, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, phụ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Khẳng định, cải cách tiền lương là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Các đại biểu Quốc hội mong muốn cùng với tăng lương, cần tiếp tục thực hiện tinh giản bộ máy và biên chế, đồng thời tăng cường các giải pháp để bình ổn giá. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thì tổng thu nhu cầu kinh phí cho điều chỉnh mức lương cơ sở lần này của giai đoạn 2024-2026 là 913,3 nghìn tỷ, đảm bảo đủ nguồn để thực hiện. Cho nên là công việc này đề nghị chính phủ có chỉ đạo ổn định giá cả thị trường, chống lạm phát, nhất là những mặt hàng tiêu dùng, không thể để tát nước theo mưa của thị trường, ảnh hưởng đến đời sống và đông đảo của người dân lao động. Mức sống bây giờ nó tăng lên, cái chi phí nó đắt đỏ lên rồi. Thì bây giờ cái giảm trừ gia cảnh ấy cũng phải tăng, ta tăng 30%. Thì ít nhất là cái giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng được 30%, không phải đến 50%, tôi cho là hợp lý. Đấy, với cái giảm trừ gia cảnh hiện nay, thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ là cũng cần phải quan tâm. Có đại biểu đề nghị, cùng với tăng lương, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm. Tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ ngành bổ sung danh mục vị trí việc làm theo lĩnh vực quản lý của bộ ngành mình, lấy ý kiến rộng rãi của chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tổ chức, cá nhân để sớm hoàn thiện danh mục này.
Cũng trong chiều qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Quốc hội cho phép thành phố thí điểm thành lập khu thương mại tự do. Nếu chính sách này được thực hiện thành công, sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng và của cả vùng. Đà Nẵng sau 3 năm vận hành thí điểm chính quyền đô thị, một số hạn chế đã bộc lộ. Với những điểm mới trong nghị quyết về cơ chế đặc thù được Quốc hội thông qua, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ chủ động hơn trong giám sát hoạt động của chính quyền đô thị, cũng như ra các quyết sách phục vụ phát triển. Cán bộ công chức cấp phường, xã được liên thông thành cán bộ công chức cấp huyện. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và đào tạo cán bộ. Các chính sách đặc thù mới, trong đó có những điểm nhấn mang tính đột phá, hứa hẹn sẽ giúp Đà Nẵng tăng cường thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Chúng tôi rất là vui mừng là Quốc hội đã thông qua cái cơ chế đặc thù cho thành phố Đà Nẵng, thì trong đó một nội dung rất quan trọng đó là phát triển cái vi mạch bán dẫn. Thì đây là một cái yếu tố then chốt phát triển cái lĩnh vực đột phá này. Có cái chính sách đặc thù thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có cái sự hỗ trợ cũng như là cái điều kiện thuận lợi để mời các chuyên gia quốc tế hợp tác với doanh nghiệp liên quan lĩnh vực vi mạch bán dẫn sẽ đến đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Đầu tiên là thành phố phải chuẩn bị hồ sơ để trình xin Thủ tướng cho thành lập khu thương mại tự do, thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, thủ tục về thu hồi đất. Trên cơ sở đó sẽ triển khai kêu gọi nhà đầu tư chiến lược để đầu tư vào các khu chức năng của khu thương mại tự do và thu hút đầu tư về thương mại dịch vụ chất lượng cao. Nhân dân thành phố Đà Nẵng chúng tôi rất là vui mừng bởi vì cái việc Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một số cái cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng. Theo đó giao cho các ngành bám sát những cái nội dung của kế hoạch để mà triển khai một cách cụ thể. Thì nguồn lực mà chúng tôi đã chuẩn bị đó là chúng tôi chuẩn bị về quỹ đất đai. Thứ hai là cái nguồn lực về tài chính. Thứ ba là nguồn nhân lực. Thì tôi nghĩ là những cái chính sách đặc thù mà Quốc hội đã cho phép thành phố Đà Nẵng triển khai nó có cái tầm ảnh hưởng, cái ý nghĩa rất quan trọng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thời gian thí điểm cơ chế chính sách đặc thù mới cho Đà Nẵng là 5 năm. Lãi suất trái phiếu tại các nền kinh tế Đông Á mới nổi tăng trong bối cảnh các kỳ vọng ngày càng được củng cố về việc lãi suất sẽ tiếp tục được neo cao trong thời gian dài hơn. Theo một báo cáo mới được công bố ngày 26 tháng 6 của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Theo nhận định của ADB, khu vực Đông Á mới nổi bao gồm các nền kinh tế thành viên ASEAN, Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và Hàn Quốc. Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực này tăng chậm hơn trong quý 1 năm nay ở mức 1,4%, đạt gần 25.000 tỷ đô la Mỹ. Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam đã phục hồi với mức tăng trưởng 7,7% so với quý trước nhờ lượng phát hành trái phiếu chính phủ tăng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nối lại việc phát hành tín phiếu vào tháng 3. Hiện thị trường trái phiếu bền vững ở Việt Nam đạt quy mô 800 triệu đô la vào cuối tháng 3. Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng trung bình 56 điểm cơ bản đối với tất cả các kỳ hạn. Cước vận tải biển đang tăng cao và thay đổi hàng tuần. Điều này đang tác động đến nhiều ngành hàng xuất khẩu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Cụ thể, giá cước vận tải container tuyến hàng hải quốc tế đã tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp cảng dự báo thời gian tới, cùng với nguy cơ thiếu container rỗng, giá cước vận tải biển có thể tăng chạm ngưỡng thời điểm dịch COVID-19. Nguyên nhân tác động giá cước là do ảnh hưởng của khủng hoảng Biển Đỏ đang diễn ra ở kênh đảo Panama và những dấu hiệu leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Việt Nam đang thiếu nhân lực cảng biển. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo kỹ năng ngành cảng của Việt Nam được công bố ngày 26 tháng 6. Trong khi với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm logistics của khu vực. Có tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16%, quy mô 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ một năm, logistics đang là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam, xếp hạng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn rất thiếu nhân lực ngành logistics, đặc biệt là các nhân lực cảng biển. Tăng gấp đôi số lượng hóa thì cần phải sớm nâng cấp các cái chương trình đào tạo, sớm có những cái chính sách để thu hút học viên.
tại các thành phố cảng như Hải Phòng, Đà Nẵng, nhân lực cảng biển mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu. Trong đó có tới 80% nhân lực được đào tạo từ các trường nghề và chủ yếu là lái xe. Thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng, ngành cảng biển đang khát nhân lực đã qua đào tạo. Tại trường cao đẳng Hải 1 chúng tôi thì hàng năm chúng tôi chỉ có thể đưa vào thị trường lao động cỡ khoảng 200 học sinh sinh viên có cái khả năng tiếp cận với những cái kỹ năng của ngành cảng. Những năm gần đây, một số doanh nghiệp đã bắt đầu liên kết với các trường nghề để đào tạo nhân lực cho ngành cảng biển. Đặc thù của ngành này là cần nhân lực có sức khỏe tốt, nhanh nhạy, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Việc thu hút, hỗ trợ các cái dự án của các cái tổ chức quốc tế có kinh nghiệm về vấn đề này. Và đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh lại việc nâng cao chất lượng bằng sự tham gia tích cực và hiệu quả của các doanh nghiệp. Logistics trong ngành cảng biển cần phải được phát triển một cách bài bản đáp ứng yêu cầu. Có một cái sự vào cuộc nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai này. Các thông tin trong báo cáo kỹ năng ngành cảng sẽ giúp các cơ sở đào tạo xây dựng và điều chỉnh chương trình, giáo trình đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời giúp chính phủ cải thiện công tác xây dựng kế hoạch đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp. Mô hình hội đồng kỹ năng nghề được các doanh nghiệp cũng như cơ sở giáo dục nghề nghiệp đánh giá cao bởi đây là hình thức thiết thực để cung cấp thông tin ngành cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Hoạt động này sẽ giúp cho sinh viên được đào tạo với các giáo trình cải tiến, tăng khả năng được tuyển dụng nhờ có được những kỹ năng liên quan đến ngành. Australia đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với Việt Nam nhằm tận dụng các cơ hội kinh tế mới xuất hiện và đạt được mục tiêu phát triển dài hạn. Báo cáo kỹ năng ngành cảng cũng nằm trong chương trình hợp tác này. Phần tiếp của bản tin là thông tin nổi bật về Việt Nam trên các báo. Trang tin AXM trích dẫn thông tin từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Việt Nam đạt gần 6% nhờ vào lực cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng với các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, chuyên gia IMF cho rằng những rủi ro vẫn còn cao. Xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế Việt Nam có thể yếu hơn nếu tăng trưởng toàn cầu không được như kỳ vọng. Căng thẳng địa chính trị toàn cầu dai dẳng hoặc tranh chấp thương mại gia tăng. Trang tin Apparel Resources của Ấn Độ đưa tin về việc Việt Nam đã vượt Trung Quốc trở thành nước có thị phần xuất khẩu dệt may lớn nhất sang Hoa Kỳ, đồng thời có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Theo Vinatech, xuất khẩu dệt may của Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 5 đạt tổng trị giá khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% so với năm trước. Trang tin The Business Times có bài viết về việc Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đông Nam Á SeaBank của Việt Nam đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu xanh lần đầu tiên trong nước. Đây là một phần của gói tài trợ trị giá 150 triệu đô la Mỹ từ tập đoàn tài chính quốc tế IFC. Trong gói tài trợ này, IFC đăng ký mua 25 triệu đô la Mỹ trái phiếu xanh kỳ hạn 5 năm cũng như 50 triệu đô la Mỹ trái phiếu xanh lá kỳ hạn 5 năm theo một tuyên bố chung giữa IFC và SeaBank. Theo số liệu thống kê cấp thị thực cho năm 2023 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố, số lượng thị thực do tất cả các cơ quan đại diện nước ngoài cấp trong cùng một năm là hơn 4 triệu, gấp khoảng 3,2 lần so với năm trước. So với năm 2019, khi số lượng thị thực được cấp cao nhất từng được ghi nhận, thì số lượng thị thực được cấp năm 2023 đã phục hồi lên khoảng 50%. Trong đó, số lượng thị thực được cấp cho Việt Nam tăng gần 85% so với cùng kỳ năm 2022. Vị trí đầu tiên về số lượng phát hành thị thực là Trung Quốc và vị trí thứ hai là Philippines. Trong phần tiếp theo của bản tin, hôm nay hơn 1 triệu thí sinh của cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Kỳ thi năm nay là kỳ thi cuối cùng với 6 môn theo chương trình phổ thông cũ. Nhà rông không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của bà con người Ba Na, mà còn là biểu tượng đặc trưng truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên. Do đó, việc bảo tồn nhà rông luôn được cộng đồng giữ gìn và phát huy. Ngày hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh của cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Toàn quốc có hơn 2.300 điểm thi và kỳ thi năm nay là kỳ thi cuối cùng với 6 môn theo chương trình phổ thông cũ. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo, chiều qua có hơn 98% thí sinh đã làm thủ tục đăng ký dự thi. Sáng nay thì các em sẽ thi môn đầu tiên là môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Buổi chiều thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán.
Ngoài hai môn văn và toán, thí sinh sẽ lựa chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên, hóa, lý, sinh hoặc tổ hợp khoa học xã hội, sử, địa, giáo dục công dân và môn ngoại ngữ. Năm nay chỉ 37% thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên, còn lại 63% chọn bài thi khoa học xã hội. Số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội cao nhất kể từ năm 2017 trở lại đây. Tối qua tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đã dự lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế ngày toàn dân phòng chống ma túy và tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua các lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt xóa hàng trăm điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, chuyển hóa và xây dựng thành công hàng trăm địa bàn không ma túy, xây dựng hàng ngàn điển hình mô hình phòng chống ma túy hiệu quả trên toàn quốc, trong đó có mô hình xây dựng xã biên giới sạch về ma túy của tỉnh Nghệ An. Việc tổ chức triển khai nhân rộng mô hình xã biên giới sạch về ma túy là một cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng chống ma túy ở địa bàn cơ sở, từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng huyện biên giới sạch về ma túy, tạo lập lá chắn, vành đai biên giới sạch ma túy. Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy thì vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện với số lượng ma túy bị thu giữ liên tục tăng. Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, sự phối hợp của các lực lượng chuyên trách đã góp phần bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên biên giới, triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về buôn bán ma túy. Những bao tải này thực chất là ma túy, được tập kết ở các nhà kho tại Hải Phòng hoặc thành phố Hồ Chí Minh để theo đường biển sang nước thứ ba. Đối tượng cầm đầu là một chuyên gia hóa học người Trung Quốc với thủ đoạn tẩy ma túy lần đầu tiên xuất hiện. 1,3 tấn ketamin lớn nhất từ trước đến nay đã bị thu giữ. Có tính chất toàn cầu. Có thể Việt Nam chỉ là một điểm đến hoặc là đi qua hoặc dừng chân của một cái đường dây hoặc một cái tổ chức tội phạm ma túy, chứ không phải là Việt Nam là điểm đến. Các tuyến đường hàng không, bưu chính chuyển phát nhanh với dịch vụ giao hàng công nghệ cũng bị lợi dụng để vận chuyển ma túy. Các đối tượng trao đổi với nhau qua mạng xã hội, chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm cắt đuôi khi có bất thường. Những thông tin nghi vấn đã được theo dõi và đấu tranh. Đánh giá xác định được những tuyến hàng, những cái tuyến đường, những cái mặt hàng trọng điểm để từ đó chúng ta sẽ đưa vào quản lý rủi ro để chúng ta sàng lọc đánh giá và kết hợp với cái sự chia sẻ thông tin của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Với những đường dây ma túy xuyên quốc gia, cầm đầu là các tổ chức tội phạm quốc tế, các nghi phạm trong và ngoài nước móc nối, hình thành các đường dây có tổ chức chặt chẽ, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động để mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng trong nước, với các nước là giải pháp để ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ sớm từ xa. Xác lập chuyên án đấu tranh quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới và đấu tranh cả cái hoạt động đối tượng vận chuyển qua cửa khẩu, đồng thời cả các đối tượng vận chuyển qua biên giới và các hình thức vận chuyển như là ký gửi hàng hóa. Những bước chân không mỏi, những cuộc hành quân xuyên biên giới theo dấu vết các đối tượng của các lực lượng không phải tính bằng ngày bằng tháng mà tính bằng nhiều năm dài. Với mục tiêu chung duy nhất, đấu tranh không khoan nhượng, ngăn chặn hiểm họa ma túy tấn công người dân và Việt Nam là một thành viên tích cực trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy quốc tế. Bởi trong cuộc đấu tranh này, không một quốc gia hay lực lượng nào có thể đơn lẻ. Triển khai kế hoạch xúc tiến quảng bá năm 2024, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thủ đô Paris, nước Pháp. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp du lịch, hàng không của Việt Nam đã cập nhật thông tin về chính sách thu hút khách, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đến thị trường khách Pháp và châu Âu. Các doanh nghiệp du lịch hai bên kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh, trao đổi khách du lịch hai chiều. Năm 2023, du lịch Việt Nam đón gần 216.000 lượt khách Pháp, đứng thứ hai trong số các thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Thưa quý vị,
Nhà Rông không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh với các phong tục tập quán truyền thống của bà con người Ba Na, mà còn là biểu tượng đặc trưng truyền thống của thôn làng, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, là linh hồn, sức sống của cộng đồng. Do đó, việc bảo tồn không gian sinh hoạt nhà Rông luôn được cộng đồng giữ gìn và phát huy. Nhà Rông làng Con So Lăng được biết đến là ngôi nhà Rông lớn nhất Tây Nguyên với chất liệu hoàn toàn từ tự nhiên, được chính bàn tay tài hoa của cộng đồng người Ba Na nơi đây dựng lên vào năm 2017. Ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, đây là nơi níu giữ tình đoàn kết keo sơn của cộng đồng. Trải qua thời gian dài thì nó sẽ mai một đi, nhưng mà để mà lưu giữ lại thì phải có một cái cần sử dụng như là nguyên vật liệu như cây gỗ rừng á, mà nếu mà cần lấy gỗ thì phải cần sự cho phép của cấp trên. Thời gian qua, đồng bào Ba Na đã cùng với chính quyền các địa phương xây mới, tu sửa, phục dựng lại nhà Rông nhằm đáp ứng đời sống tinh thần cũng như bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Nhà Rông đó là rất là có ý nghĩa, tự vì là dân tộc thiểu số bản làng thì phải có một cái nhà Rông để sinh hoạt hội họp. Nếu mà nhà Rông ở trong thôn mà không có một cái nhà Rông thì nó không phải là địa bàn của người địa phương, của người dân tộc. Ngày xưa bà con cùng nhau tham gia góp công sức để làm nhà Rông, hình thành nên làng. Đây là nơi bà con hội họp, sinh hoạt, tổ chức lễ hội nên rất quan trọng. Hư hỏng thì chúng tôi phải thống nhất, đoàn kết góp công sức để tu sửa lại nhà Rông. Trong đời sống của đồng bào Ba Na, nhà Rông thực sự là công trình kiến trúc nghệ thuật, là bộ mặt, niềm tin và lòng kiêu hãnh của cả buôn làng. Đây còn là không gian linh thiêng, nơi quy tụ sức mạnh tâm linh, thể hiện bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc vùng đất Đại Ngàn. Và trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.